Xin chào quý anh chị thì ngày hôm nay có những điều gì mới mẻ trên thị trường tài chính cũng như crypto currency các bạn Cung tiền M2 của Mỹ tăng kỷ lục chu kỳ Tăng kỷ lục các bạn, chu kỳ bull run của của thị trường crypto đặc biệt là anh coi Chuẩn bị sắp diễn ra Chỉ số S&P 500 của Hoa Kỳ S&P 500 của Hoa Kỳ là 5.735 Và chỉ số vàng là 2.690 đô trên một ao quý anh chị à, năm có thể nói năm 2024 là năm hiệu có hiệu suất tăng trưởng cao nhất của vàng tính từ thời điểm hiện tại tính từ thời điểm hiện tại quý anh chị và Trung Quốc à, đang bơm vào các ngân hàng là 142 tỷ đô chuẩn bị mở bơm vào các ngân hàng 142 tỷ đô quý anh chị thị trường đang à, bước vào một chu kỳ bull run À, đồng loạt thị trường à, tài chính cổ phiếu vàng à, crypto đều à, có à, sắc xanh rực rỡ. Các yếu tố chúng ta cùng điểm lại các yếu tố để khiến thị trường à, các yếu tố để khiến thị trường à, tài chính tăng mạnh trong à, những à, tháng vừa qua là điều gì? À, đầu tiên phải nói đến là hàng loạt những chính sách về à, tiền tệ được nới lỏng của các quốc gia, ví dụ như là Hoa Kỳ đã giảm lãi suất xuống cục dự trữ liên bang Fed, Hoa Kỳ đã giảm lãi suất xuống 0,5% và những gói cứu trợ tài chính của thị trường uh, kinh tế số 2 thế giới là Trung Quốc được uh, đưa ra thị trường giảm lãi suất và nguồn cung tiền M2 của Hoa Kỳ bao gồm là tiền mặt, tiền gửi tiết kiệm và tiền uh, gửi dài hạn và các quỹ tương hỗ đã tăng chóng mặt chỉ trong tháng 8 thôi đã tăng lên 1% tương đương với 21.1 nghìn tỷ đô quý anh chị lượng tiền ra thị trường rất là lớn nó là những yếu tố thúc đẩy thị trường đầu tư tăng mạnh trong những tháng vừa qua những ngày vừa qua vàng tăng lên 2.690 đô trên một ao chỉ số S&P 500 cũng tăng mạnh luôn quý anh chị và tiếp theo. Và tiếp theo. Bây giờ mình sẽ điểm lại một số uh, điều uh, thông tin uh, thống kê quan trọng quý anh chị. Tính đến ngày 25 tháng 9 nè bạn cân đối kế toán hợp uh, kế toán kết hợp của 15 ngân hàng trung ương hàng đầu trên toàn thế giới đã vượt 31 nghìn tỷ USD. Mức cao nhất kể từ tháng 4 đến nay. Con số này đã hồi phục tốt kể từ tháng 7, phản ánh các gói kích thích được nhiều quốc gia tung ra nhằm ứng phó với bối cảnh kinh tế bất ổn, có nghĩa là hiện tại đang rất là nhiều quốc gia có những gói kích cầu nền kinh tế, bơm tiền ra thị trường, dòng tiền đang đổ mạnh ra thị trường các bạn và nó lại nó lại tăng trưởng trong cái thị trường đầu tư như là cổ phiếu, crypto, vàng. dự đoán trong quý 4 này quý anh chị trong quý 4 này tháng 10 tháng 11 tháng 12 là quý 4 này thì sẽ có một đợt bull run của thị trường crypto đặc biệt là anh coi thì chúng ta hãy chờ đợi cái cơn sóng bull run này diễn ra như thế nào có phải là bull run thật sự hay không hay không phải là bull run cái này mình cũng không thể nói trước được điều gì đúng anh chị như hiện tại những cái tin tức những cái dấu hiệu cho thấy thị trường đang sắp sửa bull run. Anh coi tăng từ 5 đến 15%, nhiều anh coi tăng lên 20 đến 30% và à, Bitcoin thì đang à, có dấu hiệu giảm 2% về mức 63.200. Đang có những dấu hiệu bull run run trong à, quý 4 này. À, tình trước mắt là như vậy quý anh chị. Xin chúc quý anh chị à, ngày mới vui vẻ hạnh phúc. À, có thể chốt được à, phân bổ cái uh, tài chính của mình uh, một cách hợp lý nhất để có thể chống rủi ro cũng như là có lợi nhuận tốt nhất trong cái uh, chu kỳ bull run cuối năm này năm 2024 quý anh chị. Tâm thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị có những thông tin nào mới nhất về thị trường cryptocurrency cũng như thị trường tài chính Tâm sẽ cập nhật lên kênh uh, TikTok và kênh YouTube của mình. Chúc quý anh chị ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.